quý vị, như vậy là một tuần nữa lại trôi qua và Phương Hiếu rất hân hạnh chào đón quý vị đang đến với sân chơi tình yêu thật nhiều cảm xúc và dễ thương mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, chương trình Thông Gia Song Đấu do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Thông Gia Song Đấu là đến với những cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Các chàng trai và cô gái còn độc thân, họ đến đây để mong muốn tìm kiếm một nửa mảnh ghép phù hợp với mình. Và bên cạnh những giờ phút giải trí thật lý thú gửi đến quý vị khán giả, chúng ta cùng xem sự xuất hiện đặc biệt của các bậc phụ huynh sẽ đóng vai trò như thế nào trong tình yêu đôi trẻ. Hãy cùng chào đón đại diện các gia đình cùng đến ngày hôm nay. Họ là ai? Xin mời! Đến với chương trình Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay, gia đình số 1, mẹ Nguyễn Lăng, con Chí Trung, mẹ Cá Tính, con Tẳng Bao. Gia đình số 2, cha Hoàng Sơn, con Hoàng Khang, cha Chỉnh Chu, con Năng Động. Gia đình số 3, dì Hoàng Dung, con Trúc Thành, dì Quý Phái, con Lịch Lãm. Gia đình số 4, cha Lê Thịnh, con Hoàng Gia, cha Phong Độ, con Mạnh Mẽ. Bây giờ chúng ta cùng xem người chơi chính ngày hôm nay là ai. Mời quý vị hướng mắt lên màn hình. Văn Thanh Nhàn, trẻ trung, xinh đẹp và tài năng là ba tính từ nói về nữ chính Văn Thanh Nhàn ngày hôm nay. Tốt nghiệp trường Đại học Tài chính Marketing, Thanh Nhàn bén duyên với nghề MC từ khá sớm. Năm 2018, cô nằm trong top 2 cuộc thi tìm kiếm tài năng MC. Với ngoại hình năng động và luôn tươi mới, Thanh Nhàn trở thành Á Khôi thể thao UFM năm 2019 trong sự thắng phục của nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Nhàn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh và trở thành bà chủ cửa hàng thời trang và ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu vẻ ngoài tự tin và bản lĩnh là thế, nhưng trong chuyện tình cảm, không ít lần Thanh Nhàn phải rơi nước mắt. Cô tự nhận mình là người chưa may mắn để kết đôi cùng ai. Nhiều người đàn ông đi qua đời cô đều để lại những vết thương lòng không đáng có. Chính những tổn thương đã giúp người phụ nữ này trở nên mạnh mẽ và từng trải hơn bao giờ hết. Giờ đây, Văn Thanh Nhàn đã sẵn sàng mở cửa trái tim lần nữa để đón chào những chàng trai ưu tú. Nhàn muốn nhắn các anh một điều rằng, có một nỗi đau em thường cảm thấy mà anh sẽ không bao giờ biết được, đó là sự vắng mặt của anh trong suốt thời gian qua. Nếu lời nói này chạm đến trái tim của bạn thì hãy sẵn sàng chinh phục nữ chính Thanh Nhàn ngày hôm nay các chàng trai nhé. Thật là tuyệt vời thưa quý vị. Xinh đẹp, tài năng và giỏi giang, cùng chào đón nữ chính ngày hôm nay, Văn Thanh Nhàn. Lên đây với Hiếu nào, hóa ra là đồng nghiệp nhỉ? Thanh Nhàn xin gửi lời chào đến anh Hiếu đẹp trai trước ạ. Và gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Xinh đẹp tài năng, đang là bà chủ của cửa hàng ẩm thực và còn thời trang nữa. Dạ đúng rồi. Có phải vì công việc đó quá bận rộn cho nên em ít thời gian hơn dành cho tình yêu? Đó cũng là một lẽ, nhưng mà có thể là bản thân em á chưa tìm được một người nào đó để mà phù hợp với bản thân của mình, cũng giống như là có thể nương theo cái tính cách của mình nè. Nhiều khi thì anh Hiếu cũng biết là công việc của em bận rộn như vậy thì không có nhiều thời gian, nhưng đối với một người mà không hiểu bản thân mình thì không thể nào đi cùng với nhau trên một đoạn đường dài hơn nữa. Vậy thì cho anh một vài cái tiêu chí nhẹ nhẹ để xem em đặt ra tiêu chí có cao hay không với người đàn ông tương lai của mình. Tiêu chí của em á thì rất là bình thường và đơn giản. Em chỉ cần một người hiểu em nè, biết quan tâm, chia sẻ, lo lắng, thấu tình đạt lý, có thể là chăm sóc em và kể cả là những người xung quanh em nữa là được. Và cái quan trọng nhất là trưởng thành. Trưởng thành. Vậy thì trên quá trình tìm kiếm người đàn ông phù hợp với những tiêu chí đó thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Và có điều gì động lại sau những mối tình đó hay không? Em nghĩ là bản thân em cũng trải qua vài ba mối tình thôi ạ. Vài ba mối tình ạ. Cũng không có nhiều. Thì thực sự ra là bản thân em thì đi làm sớm, Còn ba em thì giống như là gà trống nuôi con, cho nên em học được cái tính tự lập sớm từ ba của em. Vì vậy khi mà bước chân ra bên ngoài làm việc, thế mới có câu là vài ba mối tình ở đây ấy ạ. Vài ba mối tình vắt vai. Vâng. Đúng không? Anh Hiếu cũng vậy, anh Hiếu hiểu cái cảm giác đó khi mà chúng ta phải bươn chải ra bên ngoài làm việc và khẳng định bản thân. Hy vọng rằng ngày hôm nay tại sân chơi của Thông Gia Song Đấu sẽ giúp em tìm kiếm được một mảnh ghép phù hợp để mình có thể tiến tới những điều tuyệt vời hơn trong hạnh phúc lứa đôi nha. Dạ. Chúng ta cùng chào đón Hội đồng Người Thân của Văn Thanh Nhàn. Xin mời. Chào chú, biết chú là ba của Nhàn phải không ạ? Mời chú giới thiệu về mình ạ. Chú là Văn Tuấn, ba của bé Văn Thanh Nhàn. Đó, hiện tại bây giờ công việc của chú là bộ đội xuất ngũ. Mình bộ đội xuất ngũ. Ồ, chắc là có nhiều điều lý thú để chút nữa mình kể đây, phải không? Dạ rồi, còn hai bạn hai bên. Em tên là Phan Anh Tuấn. Hiện tại em đến đây là để giúp chị Nhàn là tìm một nửa yêu thương của mình. Chào đón em đến với chương trình nha. Rồi, bên kia. Em tên là Lý Thiên Vũ, nghề nghiệp của em là ca nhạc sĩ. Hôm nay em đến đây để trợ giúp cho em gái của em tìm được nửa mảnh ghép của mình. Nghĩa là bên đây là anh trong nghề. Em là anh trong nghề. Bên đây là em trong nghề. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thưa quý vị, hôm nay Thanh Nhàn đến đây cùng với ba của mình và hai người anh em trong nghề. Hy vọng rằng với sự đồng cảm trong nghệ thuật sẽ giúp cho những người anh em trong nghề của Nhàn cùng với ba của mình, giúp cho Nhàn tìm được một mẫu lý tưởng dành cho mình. Và rất mong là gia đình nhà trai chúng ta sẽ quan sát thật kỹ cô gái này. Và 4 chàng trai đang ngồi trong phòng chờ chắc là rất háo hức rồi đây. Vậy thì chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi 4 vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình cô gái sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về những người con trong gia đình. Và thứ ba, con gái của ba là một cô gái như thế nào ở nhà? Con gái anh ở nhà thì nó thích ở một mình và thích nghe nhạc Trịnh. Nó lại thích nghe nhạc Trịnh và được một tách cà phê, đôi khi nó buồn thì cũng có nhâm nhi một hai ly rượu vậy mà. Nhưng mà sở thích nó nhất là nó thích đi du lịch, đi Hà Nội, đi vào mùa thu. Đó, một cá tính khá là thú vị, thích ở một mình, thích nghe nhạc Trịnh. Đây rõ ràng là nàng thơ rồi, đúng không? Nhạc Trịnh đầy triết lý và bên cạnh đó rất là thơ. Thú vị chứ nhở. Như vậy thì em có bị trầm tính hay là như thế nào không ạ? Không, cái tính nó thì cá tính của nó thì nó hơi bị khó tính á. Khó tính luôn. Nó rất là khó tính. Nhưng mà đối xử với bạn bè thì rất là tốt. Bạn bè quý nó lắm á. Dạ. Còn người em đi. Rồi, Nhàn thì có điểm mạnh gì trong mắt em? Em thì thấy chị Nhàn rất là dễ thương. Dễ thương. Điểm mạnh là ngoại hình đúng không? Dạ đúng rồi. Xinh, dễ thương. Còn gì nữa không? Còn điểm yếu của chị là kiểu như hay quên á. À, điểm yếu là hay quên hả? Có khi nào rồi hôm nay đi chơi với người này rồi ngày mai quên mất đi chơi với chàng trước không ta? Dạ, cái đó chị hay kêu em là nếu mà chị có chuyện gì quên là chị kêu em nhớ lại để nhắc chị. Ồ, cái điệu này là hơi khó sao kê người yêu ạ? Cái này em góp ý một tí xíu là em nhớ có một đợt nào đó mà em với lại ba Tuấn đi siêu thị Aeon Tân Phú mình nè. Thì khi mà đi vào đó mua đồ đi ra rồi, cái ba Tuấn bảo là con đi ra đi, ba còn để quên cái áo khoác ở trong đấy, ba vào ba lấy. Thì em cũng tên em đi ra, xong rồi ra tới xe em nói không biết là mình có quên gì ở trong siêu thị không ta. À, mình quên ba. Dạ, cuối cùng là em quên ba thiệt, em tự chạy xe về nhà. Là có lấy xe đi về luôn không em? Dạ có chứ. Lấy xe về luôn em hả? Em về rồi, xong rồi cái em nghe điện thoại, cái ba gọi cho em, anh nói ủa con gái con đâu rồi? Thì con đáng nhà này ba đáng ở đâu vậy? Nói, ủa con có quên gì không? Nó không, con không quên hết, con mới đi siêu thị về mà con mua nhiều đồ cho ba lắm. Con quên ba thôi. Cái cuối cùng là con quên ba rồi đó. dễ thương. Chắc là lúc đó đang tơ tưởng tới chàng nào rồi ba ha. Đúng rồi. Cho nên quên người đàn ông, quên ba mất tiêu luôn. Dạ. Còn với Lý Thiên Vũ thì ngày hôm nay em đến đây em mong muốn điều gì cho Thanh Nhàn? Em mong muốn hôm nay là em sẽ tìm được cho em gái của em một chàng trai đúng như tiêu chuẩn của em gái em. Tại vì em gái của em thì hơi khó tính. Em gái của em thích một người giỏi kinh doanh và có chí tiến thủ, có tính độc lập một xíu. Và mong là hôm nay những chàng trai ấy sẽ tìm được một chàng trai phù hợp với em gái của em. Tại vì em gái của em ế hơi bị lâu rồi, tội nghiệp em gái em lắm. Rồi thưa quý vị, đó là những thông tin về nhà gái. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin về lần lượt từng nhà trai. Dạ, mời nhà trai số 1 giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Thị Lan, 48 tuổi. Con trai mình là Trương Trí Trung, 28 tuổi. Và hai mẹ con đến từ thành phố Hồ Chí Minh, ở tại quận 8. Chào đón gia đình. Dạ, mời gia đình số 2 ạ. Dạ, em tên là đầy đủ là Trần Hoàng Sơn, năm nay 45 tuổi. Con của em là năm nay 22 tuổi, tên là Hoàng Khang. Gốc quê là ở dưới Tiền Giang. Dạ, Tiền Giang. Mời gia đình số 3 giới thiệu về mình. Dạ, mình tên là Hoàng Dung. Con mình năm nay là 27 tuổi, tên là Nguyễn Trung Thành. Gốc Bắc và mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình. Dễ thương quá. Dạ, xin mời gia đình số 4 giới thiệu ạ. Tôi tên là Lê Văn Thịnh, năm nay tôi 58 tuổi. Và con trai tôi là Lê Hoàng Gia, con trai tôi năm nay 28 tuổi. Chúng tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, trời ơi, mạnh mẽ quá. Đầu tiên phải nói là cái độ tuổi phù hợp em, đúng không? Bốn chàng trai này độ tuổi anh thấy là cũng phù hợp và nằm trong độ tuổi lý tưởng dành cho em. Đó là điểm tích cực đầu tiên. Thưa quý vị, ngay bây giờ lần lượt từng nhà trai sẽ có một hành động dễ thương để diễn tả về tính cách, về sở thích hoặc là công việc của con trai họ, để xem những hành động của các bậc phụ huynh sẽ dễ thương như thế nào nha. Dạ, mời nhà trai số 1 bắt đầu. Nhà gái mình nghĩ sao về những hành động vừa rồi, mô tả điều gì ạ? Em thấy là cái gì mà viết rồi đưa ra. Con trai của cô là chắc làm văn phòng, em nghĩ vậy. Em thấy hồi nãy cô ra cô nhìn đồng hồ. Nhìn đồng hồ thì có nghĩa là cái thời gian là đúng quy định nè. Chắc có nghĩa là rất là nề nếp ở trong cái khoảng thời gian của mình. Với cái thứ hai nữa là giống như đang ghi biên bản á. Em ngờ ngợ giống rồi, như là cảnh sát giao thông. Dạ, đúng. Đúng không? Ghi biên bản như có lập biên bản của cảnh sát giao thông thôi. Nhưng mà anh lại nghiêng về giống như là em này chắc là làm nghề thiết kế hay sao á. Đo vest xong rồi may đồ xong rồi giao cho người ta. Anh cảm nhận giống như vậy, mình đoán như vậy thôi. Bây giờ để xem là mẹ giới thiệu về em như thế nào. Dạ, xin mời mẹ. Công việc kinh doanh của mình á là kinh doanh tiệm vàng. Và con trai mình của mình á thì có cái tính cách là tự lập, không có dựa dẫm vào mẹ, thì cũng gọi là khá ok, lý tưởng. Đó là cao 1m7 và nhóc là có tính tự lập, là thích kinh doanh ngoài thêm như là kinh doanh về bất động sản này nọ thêm. Thì ngoài ra cái thời gian làm việc á, thì con trai của mình vẫn phụ mẹ để mà kinh doanh tiệm vàng. Thì thường là ghi chép như là giao những cái hóa đơn á, tính tiền đưa cho khách hàng. Thì con trai mình được cái là không có hút thuốc nè, không cờ bạc, không rượu chè, rất là chuẩn. Đối với mình á thì mình thấy con trai mình là nhất. Dạ, được quá. Nghĩa là đây là một chàng trai trong một gia đình có nền tảng tốt. Em phụ giúp gia đình kinh doanh, bên cạnh đó là em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Gia đình nhà gái nghĩ sao về mẫu đàn ông như vậy? Em không biết mẫu đàn ông như thế nào, nhưng mà em thấy kinh doanh tiệm vàng là tự nhiên em phái rồi đó ba ơi. Phái rồi. Ba nghĩ sao ba? Thì ba thấy là kinh doanh vậy là cũng ok rồi đó, nó tự kinh doanh là bây giờ ba cũng thích rồi đó. Tại vì hồi nãy ba chia sẻ là ba mong muốn một chàng rể biết kinh doanh, đúng không? Thì đây là nhà số 1, cậu con trai này có phụ giúp gia đình kinh doanh, thậm chí là tính toán sổ sách đều ghi giao cho khách nữa, chứng tỏ rằng là em tháo vát. Đúng. Dạ, xin mời gia đình số 2, hành động dễ thương dành cho con mình. Đưa tay về em nghĩ chắc là đồng nghiệp với anh Phương Hiếu á. Chắc MC là hả? MC hoặc hoạt náo chương trình kiểu vậy đó. Ba thấy sao ba? Ba cũng thấy vậy á. Tại vì giơ tay giơ chân rồi khán giả vỗ tay đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Em thì em nghiêng về giáo viên hơn. Giáo viên, anh cũng nghĩ vậy, anh cũng nghiêng về giáo viên nha. Giống như đang đứng ở trên lớp dạy rồi hoặc là giáo viên mầm non. Ủa nhưng mà giáo viên mầm non có con trai không ta? Có anh. Có anh. Có không? Dạ có. Tại vì thấy cái này giống như là đứng trước lớp mà hát với các em bé vậy đó. Cũng có thể. Còn em nghĩ sao? Em có hai cái suy nghĩ. Là một cái suy nghĩ giống như anh Hiếu với lại Tuấn. Một cái suy nghĩ nữa là giống như là làm về bên mảng mà hài hước á hả? Làm về diễn viên hài cũng có thể là như vậy. Nghĩa là vì diễn viên hài để khuấy động không khí vui vẻ. Dạ đúng rồi. Có thêm một dữ liệu nữa, có thể là một hướng dẫn viên du lịch nha. Đúng rồi. Cũng có thể ha. Dạ xin mời ba giới thiệu về em. Thật sự ra là cái nghề đó là hướng dẫn viên du lịch. Thật sự là con của mình đó mới 22 tuổi thôi, nhưng mà hướng dẫn viên du lịch kể cả ở trong nước và hướng dẫn viên bên nước ngoài nữa. Dạ, và nghĩa là em giỏi ngoại ngữ. Đúng rồi, đúng rồi. Và tuyệt con vời. Mình rất là giỏi. Nói chung là nó làm bao nhiêu tiền á là đem về nhà và ít có xài lắm. Nói chung là rất là tiết kiệm. Đó, và đặc biệt là rất là có hiếu với ba mẹ. Khi đi làm xa thì thường gọi điện về. Đó, cho nên là mình biết là con của mình phải nói là rất là tuyệt vời. Tức là về cái tính cách, về cái đạo đức. Thứ nhất là rất là siêng năng làm việc nhưng mà không có xài, tức là không có bị lãng phí, tiết kiệm những cái đồng tiền đó để chắt chiêu cho ba mẹ và cho bản thân mình, cho cái tương lai của mình sau này. Đó, và chắc chắn là ở đây không biết rằng con ai như thế nào không biết, nhưng con của tôi là số 1. Được nha. Chịu khó đi ra ngoài đi làm bươn chải tiền, lại ít xài tiền gửi cho gia đình. Chắc chắn là em đã có định hướng để lo cho tương lai của mình rồi. Và rất có hiếu nữa. Ba thấy chàng trai của gia đình số 2 này thế nào ạ? Thì ba thấy chàng trai này cũng được. Tức là miễn là chịu kinh doanh, chịu lo cho gia đình, tiết kiệm từng đồng các đem về cho gia đình là cũng là ok rồi con. Nghĩa là phải nói rõ rằng chàng trai này có đem tiền về gửi cho gia đình, ít tiêu xài. Nhưng mà chàng trai này đang làm nghề hướng dẫn viên du lịch nha, chứ không phải là kinh doanh. Hướng dẫn viên du lịch đi đây đi đó, nhiều đúng không? Nhưng mà thấy phù hợp với con gái của ba. Tại vì sao con gái ba mê đi du lịch đó, quan trọng là phù hợp với con gái của ba ở cái chỗ là mê đi du lịch. Mà em mê đi du lịch thì gặp một chàng trai hướng dẫn viên du lịch, em đi tới đâu em cũng sẽ được giới thiệu rồi thế này thế nọ, hai em sẽ luôn có thời gian đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà đôi khi á, mê du lịch chứ không hẳn là sẽ mê cái người mà hướng dẫn viên du lịch. Cái này là một cái điều mà như thế nào ạ? Giống như là em không gọi là không có thể nào mà phát triển tình cảm được với một cái người cùng ngành, hoặc là với cái người mà đang làm ở trong cái ngành sở thích của bản thân mình. Tại vì nhiều khi có đôi lúc mình tự muốn đi chơi một mình hoặc là đi với bạn bè, mình cũng chưa có biết tính cách anh đó ra sao. Thì nếu như mà anh làm những viên du lịch á thì nó rất là bất lợi cho mình. Cái việc về giống như là lâu lâu mình trốn đi chơi với bạn bè như vậy á, em cũng không ưng cho lắm. Thật ra cái việc mà người ta làm hướng dẫn viên du lịch với cái việc mà em muốn đi chơi với bạn bè em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em có thể đi chơi với bạn bè, người ta đâu có cấm em đâu. Nhưng mà một vấn đề nữa là nói cái này thì em không có đánh đồng, nhưng mà có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch á thì nói chuyện như đôi khi rất là ngọt. Mà em thì em thích một người bộc trực hơn. Em không có thích người nói chuyện ngọt ngào. Em cũng vừa dùng từ đôi khi đó thôi. Nghĩa là vẫn còn những hướng dẫn viên du lịch đâu đó họ cũng bộc trực. Và thậm chí anh biết được có rất nhiều bạn làm hướng dẫn viên du lịch, có thể trong công việc họ hoạt bát lanh lợi nhưng về nhà họ rất là trầm tính em. Thật sự nha, cho nên mình khoan vội đánh giá, khoan vội kết luận. Đó là cậu con trai gia đình số 2. Bây giờ mời gia đình số 3 hành động dễ thương dành cho con mình. Xin Mình hy vọng điều đó đúng không? Dạ. Hy vọng là điều đó đi. Để xem rồi. Cậu con trai này là một người con trai như thế nào. Mời mẹ giới thiệu về em nha. Xin mời mẹ. Đây là cháu của mình. Nghĩa là gì là gì? Vâng, là gì? Gì và em trai bên đó là cháu. Dạ. Và là cháu là giám đốc một văn phòng kinh doanh, đúng như là ba của. Hay quá. Dạ. Giám đốc về lĩnh vực gì ạ? Về văn phòng bất động sản. Bất động sản, quá tốt. Cháu thì có nghĩa là đi ở với mình từ nhỏ, mình nuôi cháu từ nhỏ thì ngoài công việc đi làm về thì chiều về là thứ bảy chủ nhật thì hai dì cháu thường nấu ăn. Dạ. Cháu nấu ăn rất là ngon và thường mở nhạc nhẹ nhẹ, nghe nhạc để mà cho dì thư giãn và hai dì cháu nấu ăn. Dạ. Mình thấy rất là hạnh phúc. Cho Hiếu hỏi là ba mẹ của em đâu rồi thưa dì? Dạ, ba mẹ thì ở ngoài Hà Nội. Dạ. Thì thích công việc là ở ngoài Hà Nội, nghĩa là đồng ruộng người nọ đó, nên không có vào Sài Gòn. Thì cháu thì các công việc của cháu thì ở đây. Dạ. Thì, mình không biết là những con trai gia đình khác như thế nào, nhưng mà cháu trai của mình là số 1. Ở với dì từ nhỏ và được dì chăm lo tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng hay nghe nhạc dịu êm phải không dì? Hợp với em đó. Hồi nãy em vừa nghe dì nói là thích nấu ăn. Em rất là thích cái người ở bên cạnh mình nó nấu ăn á. Em biết nấu ăn không? Dạ biết. Ngon không cưng? Dạ, nấu thì tất nhiên là nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà quan trọng cái người ăn đó, cảm nhận ngon hay không là do người đó thôi. Còn bản thân em nấu thì tất nhiên nó sẽ là ngon. Em nấu là em luôn luôn tự khen ngon. Dạ đúng rồi. Ồ, khả năng tự luyến cũng cao. Thưa quý vị, đây là một chàng trai có thể nói rằng khá là ấm áp đúng không? Biết nấu ăn, nghe nhạc dịu dàng nữa thì có lẽ là tâm hồn cũng rất là thanh thoát, dễ cảm thông hơn. Em đang làm giám đốc. Đó. Nghĩa rằng là có sự nghiệp ổn định rồi. Mình yên tâm về cái khoản đó trước. Mà lại thích nấu ăn ngon, lại nghe những dòng nhạc dễ nghe, dễ đi vào lòng người nữa. Thì cho thấy rằng là làm bất động sản cũng không có cứng nhắc lắm, đúng không? Đúng. Dạ, có điểm cộng, đó là gia đình số 3 thưa quý vị. Chúng ta cùng xem. Dạ mời ba giới thiệu về con của mình, gia đình số 4, một hành động dễ thương như thế nào ạ? Không chạy đâu cho thoát được. Nhưng mà em có một cái suy nghĩ khác nữa là giống như là kiểu như là giảng viên đại học hoặc là giảng viên ở những đi giao lưu ở trường này trường kia thì hay thường là lên ở bên trên thì đứng nói chuyện hay có cái biểu cảm, có cái hành động giống như là chú vừa rồi đã làm. Giảng viên là hay vậy hả em hả? Dạ kiểu nhìn trên trời không vậy hả? Dạ không phải, ý là em thì em nghĩ là giảng viên á, chứ nếu mà đâu có đơn giản để cho mình đoán như vậy đúng không? Đúng rồi, cái đó thì đơn giản quá rồi. Có thể như vậy cũng có thể, hoặc thậm chí là người dẫn chương trình luôn á, chứ không thể nào mà dùng một cái hành động đơn giản như vậy mà để giới thiệu hết. Dạ mời ba tự hào giới thiệu về con mình ạ. Con trai tôi á, hồi nhỏ đã có âm nhạc rồi từ trong bụng. Rồi ca sĩ rồi, cho nên là rất là thích ca hát. Dạ. Rồi bé cũng lớn lên rồi, tôi đầu tư vô trường quốc gia âm nhạc. Và thời gian mà con trai tôi nó phấn đấu á thì nó cũng đi hát nhiều show. Nếu mà ra đĩa thì hốt bạc quá trời luôn. Dạ hốt bạc luôn hả? Trời quá đã luôn. Chắc. Dạ. Rồi từ đó thì tôi cũng đầu tư cho con trai tôi là thêm công ty bất động sản. Dạ. Là hiện tại giờ tôi có resort ở Nha Trang với resort ở Đà Lạt á, là một chỗ thì 5 cái resort, một chỗ 3 resort. Chúng tôi thì nói về vật chất thì chúng tôi thoải mái lắm, tiền của thì nhiều, tại vì mình làm ăn được á. Dạ. Rồi lớp rồi ra đĩa con trai thì nó thì nói chung mọi người cũng biết đấy, ca sĩ của con mình đó. Rồi cũng có cái đặc biệt nữa là công dung ngôn hạnh nữa. Công dung ngôn hạnh là nấu nướng rồi đó, cũng quả rồi cũng giỏi, coi như là ảnh có tài sản riêng. Để cho ảnh thì bây giờ thì tôi cũng mong muốn tìm một người để cho chia sẻ. Cho nên về thì nói gì nói thì con trai tôi lúc đầu cũng là số 1. Dạ, quá tự hào. Một chàng trai có tài sản riêng, có cơ ngơi riêng. Quan trọng là bạn ấy chẳng những là đam mê âm nhạc, bạn ấy còn giỏi về cầm kỳ thiêu họa nữa. Hồi nãy nghe như là ba giới thiệu là em chẳng những vẽ đó mà còn biết rất là nhiều thứ. Là một chàng trai thú vị nha. Anh dùng từ là một chàng trai thú vị, biết tận hưởng cuộc sống và trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống này. Quan trọng là nền tảng gia đình ở bên nhà trai cũng khá là tốt. Anh dùng từ khá là tốt để ta thấy rằng có những tín hiệu tốt. Còn bây giờ nhà gái nghĩ sao về chàng trai của nhà số 4? Em thì thấy gia đình bên đây là, thứ nhất là em nghe có cái resort là em thấy có một cái nền tảng rất tốt tới rồi. 8 cái resort, 8 cái resort, một nơi 5 cái, một vậy nơi là 3 cái em gái của em thì rất là mê du lịch. Vậy là từ nay là em đi resort miễn phí rồi. Thật ra em của em đi resort là xưa rồi, sau này làm bà chủ resort nó mới sang nha. Dạ. Rồi, còn ba nghĩ sao về gia đình nền tảng tốt như vậy? Thì theo như chú nghĩ á, là gia đình thằng trai á, thật như vậy là rất là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà cũng rất là thú vị đó. Dạ. À, rồi, để coi sao ha. Dạ. Rồi, vậy đi ha. Bây giờ là lúc mà nhà gái sẽ cân đo đong đếm, đặt lên bàn cân 4 chàng trai của 4 gia đình qua lời kể của từng thành viên gia đình để đưa ra quyết định xem là chàng trai của gia đình nào ít phù hợp hơn với con gái nhà mình để mình đưa ra quyết định dừng cuộc chơi ngay tại phòng 1 này. Đó chính là quyết định rất khó khăn. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Tôi sẽ dừng cuộc chơi với gia đình. Tôi sẽ dừng cuộc chơi với gia đình số 4. Là ba thích là đứa rể của ba nó tự kinh doanh, nó tự bước lên, chứ ba không thích là gia đình đã có sẵn cho nó ra kinh doanh. Không có nghĩa rằng gia đình có nền tảng, có gia sản thì em không biết tự vươn lên. Đúng. Tại vì em đã làm tới vị trí giám đốc của một công ty bất động sản, chứng tỏ rằng em phải có năng lực và phải có tài năng em mới ở vị trí đó được ba. Đúng. Ba vẫn nghĩ là chắc nhờ vào quyền lực của gia đình cho nên đến vị trí đó, đúng không? Đúng. Chứ không phải em tự đi lên bằng em chân của mình, đúng không? Đúng. Nghĩa là mình hoài nghi về năng lực của chàng trai này. Đúng. Do gia đình nền tảng quá giàu. Dạ. Ba nhà trai thân mến, cho Hiếu hỏi, giàu quá có phải là cái tội không ạ? Tội thì không tội, nhưng mà thấy bắt giờ mình không bảo vệ được con thì mình cũng hơi buồn. Bởi vì bên đàn gái đã lên tiếng từ chối rồi. Thì mình cũng hơi thất vọng cho đó. Nhưng mà nhà gái đang suy diễn rằng là con trai của mình nhờ vào cái quyền lực, cái quyền thế gia đình em nó mới đạt được cái vị trí giám đốc bất động sản, chứ không phải nhờ tài năng của em. Ba nghĩ sao? Cái tài năng của em á, thí dụ giờ ban đầu thì mình cũng hướng dẫn, thì em từ từ em sẽ học hỏi, em sẽ tiến bộ lên từng ngày. Cái đó thì cũng là một cái tài năng. Thì mình đã dàn dựng giống như là mình bắt cái cầu cho con nó đi, thì tới đó thì tự động mà phát triển đi, chứ không có đi tới nước tột đỉnh cho đứa con. Dạ, nghĩa là mình chỉ bắt cái cầu thôi, còn em nó đi như thế nào phải dựa vào sức lực của nó, đúng, phải không ba? Chứ đâu phải là mình đặt để, ví dụ không bắt cái cầu mà xin con ra, hóc con đặt ở một chỗ thì có lẽ là không thể nào trụ vững được đâu ba nhà gái. Tuy nhiên chắc là mình hơi lo xa, phải không? Đúng, đúng. Mình hơi lo xa và mình cần kiếm một chàng trai đi lên bằng thực lực nhiều hơn. Đúng. Vâng thưa quý vị, đó là quyết định của nhà gái. Để xem khi cậu con trai gia đình số 4 xuất hiện tại đây, chúng ta trò chuyện thêm có làm cho nhà gái đổi ý hay không. Xin mời cậu con trai của gia đình số 4, xin mời. Gia đình nhà gái đã dừng cuộc chơi với mình rồi. Cảm thấy lý do của nhà gái đưa ra có thuyết phục không? Nghĩ rằng em là một người chắc là nhờ vào quyền thế của gia đình cho nên mới ở chức vị cao như vậy, chứ không có ý chí, không có sự cố gắng vươn lên hay khẳng định bản thân. Em nghĩ sao? Dạ theo em thì em phản đối về cái suy nghĩ đó. Tại vì thật ra mọi người không có trong hoàn cảnh của em. Từ khi mà gia đình em là ba em đây nè, là có một cái nền tảng sẵn rồi, nhưng mà em muốn chứng minh được cái thực lực của mình. Là dựa trên một cái nền tảng đó mà em tự có mối quan hệ của em tự có khách hàng của em, chứ em không phải là gì đó ba ơi ba giúp cho con ông khách này nói còn tiếng anh đồng ý, anh đồng ý, không thích như vậy. Đúng, em bằng thực lực mà em rất tôn trọng quyết định của bác đây với bạn gái với hai anh em này. Em rất tôn trọng vì mọi người có suy nghĩ của mọi người, nhưng mà em thì em phản đối về cái suy nghĩ đó. Ok. Thật sự rõ ràng anh cũng hơi tiếc, tại vì anh quen rất là nhiều những người bạn có nền tảng gia đình tốt, và các bạn học tập và làm ăn rất là chăm chỉ. Chỉ vì đơn giản là thứ nhất là không có để mất mặt gia đình mình, thứ hai là để khẳng định bản thân mình, đúng không? Rõ ràng như vậy. Tại vì cái vị trí ở đâu nó không quan trọng bằng việc họ cố gắng và nỗ lực như thế nào. Giống như một con chim đậu ở cành cao vậy, chim đậu cành càng cao, họ tự tin vào đôi cánh của họ nhiều hơn là cái vị trí là cao hay là thấp. Cho nên tiếc quá, phải không? Bây giờ cho anh hỏi nha, anh nghe nói là mình cũng là một ca sĩ đúng không? Ra đĩa đồ này nọ, hát cũng bán được khá cá. Thôi sẵn đây, trước khi nói lời chia tay, mình hát một câu tặng nhà gái được không? Dạ ok anh, em hát một câu đầy ý nghĩa. Em xin tặng cho bạn nữ đó à. Dạ. Vô. Vô, 1, 2, 3. Ok, cảm ơn mọi người. Dạ. Một câu một nha. Người yêu hỡi, xin giấu lệ sâu khi chia tay tình đầu. Hết rồi em. Chia tay tình đầu. Dạ, bây giờ cậu con trai gia đình số 4 đã xuất hiện tại đây. Nhàn thấy như thế nào? Nếu Nhàn cảm mến với chàng trai này và mong muốn bạn ấy ở lại chương trình thì Nhàn thuyết phục gia đình của mình. Còn nếu Nhàn cũng đồng thuận với gia đình của mình thì rất tiếc chúng ta phải chia tay chàng trai này. Chị nghĩ lại không em? Đầu tiên thì em cũng muốn nói là cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến đây với chương trình, cũng như là vừa tặng em một cái câu hát vừa rồi. Thì cũng giống như câu hát anh vừa nói thì rất là tiếc là em đồng ý với lại quyết định của ba em ạ. Rất tiếc thưa quý vị. Và cũng mong muốn là anh sẽ tìm được một nửa cho riêng mình và phù hợp với anh hơn. Anh nhé. Ok, cảm ơn em. Và anh cũng chúc em khi anh ra về thì em sẽ chọn được tâm đầu ý hợp người, tâm đầu ý hợp cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của em. Dạ. Cảm ơn em. Số 4 ạ. Cảm ơn rất nhiều. Quý vị thấy không? Đôi khi trong cuộc sống này á, quan trọng vẫn là phù hợp mà thôi. Cho nên chúng ta đừng thắc mắc là tại vì sao gia đình tốt như vậy, nền tảng tốt như vậy nhưng lại không chọn. Đó là quyết định riêng và sự phù hợp riêng theo quan điểm của gia đình nhà gái. Bây giờ từ 4 gia đình chỉ còn 3 gia đình mà thôi. Cùng nhau đến với vòng 2 mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, 3 chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim cô gái. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cậu con trai gia đình số 1. Xin mời. Trẻ bắt đầu. Chào em, được biết là em là thích đi du lịch, thì anh là hồi nãy cũng có nghe ở trong trường hậu trường là anh cũng thích đi du lịch. Nói chung là cũng tìm một người đồng hành và hiểu ý mình, thích đi du lịch, thích đi phượt đó, thế nên anh mới đến đây để mà tìm một người hiểu ý của mình và có thể tiến xa được hơn nữa. Thì nói chung là mong em cho anh những cái cơ hội, tại vì cái gia đình anh là không có gì ngoài điều kiện hết. Anh là kinh doanh bán vàng và có một cái cơ sở bất động sản nữa. Thì nói chung là của cải của anh là khi mà em quen anh thì sẽ là trao cho em hết. Nói chung là mẹ anh cũng cần có một người con dâu để mà về nhà, không có cần làm gì hết. Mẹ sẽ cho anh một cái căn nhà mà sẽ cho tụi mình sẽ cưới nhau và để đi du lịch, phải thực hiện những ước mơ của mình. Có nghĩa là nếu như mà em với anh đi được đến sau này thì về nhà anh là em giống như là ngồi mát ăn bát vàng, đúng không ạ? Đúng. Có nghĩa là em không cần phải làm gì hết, chỉ có nghĩa là suốt ngày chỉ có đi chơi bời, đi du lịch rồi thôi, đúng không ạ? Thì ý kiến của anh là của mẹ là như vậy rồi. Nói chung là em không cần phải làm dâu hay là như bất cứ những người con gái khác. Khi mà anh nói như vậy thì anh có suy nghĩ đến là khi một người phụ nữ họ lấy một người đàn ông về để họ làm gì không ạ? Để họ làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Thì cái đó là anh đang nói như vậy là anh đang tước bỏ cái mong muốn của một người phụ nữ rồi. Không, anh không có ý kiến đó. Nói chung là mình nói là mình sau khi mà mẹ chồng và nàng dâu á, sẽ có những cái xung đột không có cần thiết như là về muộn hay về trễ. Nhưng mà mẹ anh thì rất là dễ trong vấn đề đó, chứ không phải là mình chốt cái cơ hội là làm dâu của em. Đó, ý anh là như vậy. Trong cái cuộc sống mà nó có những cái điều nó khác hơn những người khác. Thường thường mọi người hay nói là một cái câu mà tuổi trẻ giống như em hoặc là anh hay nói là em rất thích nhưng em rất là tiếc với cái suy nghĩ của anh. Bởi vì cái suy nghĩ của anh nó không có phù hợp với lại cái suy nghĩ của em, cái tính cách nó cũng khác nhau nữa. Giống như là nãy giờ anh từ trong anh đi ra ngoài, cái biểu cảm của anh, cái hành động của anh, cái lời nói, cái tính cách của anh là hoàn toàn trái ngược với con người của em, cho nên là em rất là tiếc. Dạ hả? Thưa quý vị, đó là chia sẻ của chàng trai này đầy chân tình. Để xem mẹ của chàng trai này cũng sẽ có một phút để thuyết phục thêm gia đình nhà gái. Dạ xin mời ạ. Dạ xin chào gia đình bên gái ạ. Nói chung là con của mình á, thì anh cũng thấy rồi, rất là thật thà. Tỏ tình thì có thể là không biết dùng lời hoa mỹ, nhưng mà cái tính chân thật á, nó cũng là đặt lên hàng đầu. Thì em thấy là con em á, được cái là tự lập, không dựa dẫm vào gia đình cha mẹ. Và cũng thích đi du lịch, cũng giống như sở thích của bé. Thì mình nghĩ hai đứa cũng hợp với nhau. Với lại cũng cưng chiều, thương yêu vợ của mình. Với lại theo em quan điểm á, thì cũng là nàng dâu cũng như con gái vậy đó. Mình cũng không có đặt nặng vấn đề là làm dâu hay mẹ chồng. Thì mong là gia đình bên gái sẽ lựa chọn con em để cho hai đứa có cơ hội ở bên nhau hạnh phúc. Hên quá, nhờ mẹ nói những lời vàng ngọc thêm vô phụ cho em nha. Chứ không thôi hồi nãy là mình xém nữa bị nhà cái hiểu lầm rồi. Không sao, chúc em may mắn để có mặt ở vòng trong. Bây giờ chúng ta cùng đến với cậu con trai của gia đình số 2. Xin mời. Rồi, nãy giờ bên trong rung không cưng? Dạ, cũng rung mà. Em cũng sẽ có 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Theo cái mẫu người yêu lý tưởng của bạn là sao? Dạ, người yêu lý tưởng thì trưởng thành, chín chắn. Bạn có hay bận rộn với công việc nhiều không? Mình thì bận rộn công việc rất là nhiều. Nếu mà được chọn thì sau này thì bạn có chăm lo cho gia đình hay là sao? Vẫn có chứ ạ. Tại hồi nãy trong phòng chờ thì là có bạn có nói là không thích ngành du lịch. Nhưng mà theo mình nghĩ là nếu mà làm trong ngành du lịch đó, thì nhiều cái là họ cũng về trầm tính chứ không phải là linh lẹ. Thực ra đơn giản hồi nãy mà mình nói là không thích ngành du lịch thì không hẳn, không phải là không thích, mà là mình không có muốn cái người bên cạnh mình làm ứng dụng viên du lịch nhiều. Tại vì cái ngành đó thường là đi tour rất là nhiều, kể cả là đi trong nước nè, đi nhiều ngày và kể cả là đi tour ngoài nước. Cho nên mình không có mong muốn là cái người đó phải suốt ngày phải xa vợ xa con, kiểu như vậy. Tại vì cái ngành du lịch của mình nó là chỉ làm ở văn phòng, cái công việc của mình nó cũng không có áp lực nhiều, cho nên là mình cũng có thể dành thời gian cho người mình yêu thương. Nếu mà mình được chọn thì là sau này sẽ xây được cái hạnh phúc nó ấy hơn. Cảm ơn bạn. Dạ, một phút dành cho ba, xin mời. Dạ, thật sự là như vậy. Tại vì con của mình á, thật sự là đi làm bên du lịch á, thì cũng rất là dạn dĩ. Nhưng mà so với đứng chưa giờ là từ trước nhỏ tới lớn giờ là chưa có một mối tình nào hết, cho nên là hơi rụt rè. Thật sự ra là con tôi thì học rất là giỏi đó, và làm những cái tour chương trình du lịch, và sắp tới đây thì là định mở một cái văn phòng, một cái công ty riêng đó, là để khi sau này mong muốn là kiếm được cái một người vợ nó xứng đáng để về để mà phụ giúp cái công việc trong công ty. Con mình nó không được đẹp trai lắm, đúng không, cũng không được cao ráo lắm, nhưng mà thật sự ra có một cái tấm lòng rất là tốt. Thứ nhất là biết có hiếu với cha mẹ đó, và mình tin tưởng rằng nếu mà chọn một cái người vợ cho con của mình thì sau này sẽ rất là thương yêu vợ con mình, và đặc biệt con mình là con một đó, con một đó, rồi chỉ ở nhà, nếu mà về thì về làm dâu đó. Dạ, dạ, hết giờ ạ. Cảm ơn ba đã giúp em giải bài thêm những điểm mạnh để gia đình nhà gái từ đó tham khảo, và chúc cho em may mắn có mặt ở vòng trong nha. Ngay bây giờ cùng gặp gỡ ngay với cậu con trai còn lại của gia đình số 3, xin mời. Chào em. Từ trước đến giờ thì anh rất thích nghe những bản nhạc buồn bởi vì nó phù hợp với tâm trạng của anh. Nhưng mà từ khi gặp em thì anh quyết định thay đổi quyết định đó. Và anh rất mong rằng tương lai mình sẽ cùng nhau làm rất nhiều việc và cùng nhau nghe những bản nhạc nó vui hơn để cho mình có thể tìm hiểu nhau. Và anh rất là vui nếu cuộc sống sau này của anh có sự đồng hành của em. Hồi nãy em có nghe gì nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? À, đúng rồi, anh nấu ăn rất là ngon. Dạ, thường thì anh nấu món gì ngon nhất? Thực ra thì nếu mà ngon hay không thì do cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà ngon nhất của anh đó chính là nấu món tình yêu. Em đang hỏi món ăn thật. Dạ, em đang hỏi món ăn thật ạ. Tại vì đôi khi nếu như mà không biết đâu được đúng không ạ, nếu mà mình đi được với nhau đến một cái chặng đường nào đó thì em có cái sở thích là muốn ăn những cái món lạ, mà đặc biệt là muốn cái người ở bên cạnh mình nấu cho mình ăn, thì không biết anh có làm được việc đó không? Thì đối với trong tình cảm á, thì anh luôn cảm thấy là đối với những người mà mình đã dành tình cảm á, thì có chuyện gì mình cũng sẽ làm được hết á. Anh có thể vì em là lên mạng này, search Google này, tìm hiểu thêm những công thức nấu ăn, sẽ cùng em vào bếp để mình cùng nhau thưởng thức và cùng nhau làm những món ăn mới, và rất hy vọng có sự đồng hành của em trong quá trình chế biến và thưởng thức món ăn. Đầu tiên thì cho em xin lời chào đến quý phụ huynh ạ. Dạ, thì đến chương trình này thì con cảm thấy được em và bạn rất có duyên với nhau, thì rất mong là nhà gái có thể đồng ý cho bọn con có thể đến với nhau. Con xin cảm ơn ạ. Dạ. Thật ra anh hiểu cái cảm giác của những người mà lên đây để chinh phục, dùng 2 phút để nói lời chân thành lắm. Ở bên ngoài thì sao cũng được đúng không? Mình có không gian riêng tư, mình có nhiều thời gian hơn. Còn với 2 phút thì thật sự là khó. Nhưng mà anh tin rằng có áp lực thì mới có những cái cảm xúc chân thật để bộc phát lên. Và đây chính là sân chơi để tôn vinh những cảm xúc đó. Vậy thì bây giờ để xem dì sẽ dành một phút nữa để thuyết phục gia đình nhà gái như thế nào. Dạ, mời dì ạ. Hôm nay mình thấy rất là bất ngờ, cháu mình hôm nay sao nó lại rung chứ? Phải không dì? Bình thường là không có rung vậy phải không? Bình thường rất là mạnh mẽ, dạng dĩ, và có nghĩa là lúc nào cũng thuyết phục được dì là làm cái này làm cái kia, nấu món ăn này nấu món ăn kia. Mà sao hôm nay thì bé nói chuyện là thích cái món gì, nấu món gì ngon nhất mà cháu lại không nói được. Dạ, tức gì đâu. Cái món của hai dì cháu mình mà không nhớ nứt là món rất là ngon. Canh chua, cá hũ, kho tộ nè. Và những bản nhạc của cháu của dì á rất là hợp với lại con, là những bản nhạc kịch và thư giãn những lúc mà vừa nấu ăn và vừa với dì là rất là ok. Hôm nay thì cháu lại rất là rung trước sắc đẹp chắc cũng dạ. Hết giờ. Quý vị, thay vì thuyết phục gia đình nhà gái thì dì của chàng trai này quyết tâm kể hết những điểm đồng cảm và đồng điệu với nữ chính ngày hôm nay. Rất mong điều đó sẽ có tác dụng và chúc em may mắn có mặt ở vòng sau nha. Phải mạnh mẽ và bản lĩnh hơn nữa nha. Bây giờ là lúc nhà gái phải đưa ra quyết định khó khăn tiếp theo. Dừng cuộc chơi với một trong ba gia đình này. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Gia đình mà quý vị muốn dừng cuộc chơi là gia đình số mấy? Tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình số 2. Do vì sao thưa ba? Cháu nó hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Cho nên nó cũng đi đây đi đó thường xuyên, nó cũng không có thời gian ở nhà để chăm sóc gia đình và con cái. Cho nên vì vậy thôi thì tôi cũng xin dừng tại đây. Dạ. Đó là lý do của nhà gái. Nhà trai thấy thế nào? Dạ, xin chào chương trình ạ. Xin chào anh Hiếu, xin chào bên gia đình nhà gái. Thực sự là tôi rất là tôn trọng quyết định ở bên gia đình nhà gái. Vì cái chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Miễn cưỡng thì sẽ không hạnh phúc. Nhưng đến với chương trình này thật sự là gia đình tôi rất là vui. Nếu mà không tìm được một con dâu cho con của mình, nhưng mà mình rất tự hào và hãnh diện một người con của mình. Chắc chắn sau này sẽ có rất là nhiều người để ý. Tại vì thật sự ra nó có tài và có đức nữa. Dạ. Và đi lên từ hai bàn tay trắng với một nghị lực. Chỉ có một hỏi mình với cha thôi và mẹ thì không còn. Dạ. Đó, và mình tin tưởng rằng với cái sự nghị lực của con mình, dạ, nó tiến lên như vậy thì sẽ rất là lâu bền. Khi sau này nó có một cái gia đình và chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho gia đình của nó. Dạ. Đó. Cảm ơn ba đã chia sẻ đầy tự hào về con của mình. Ngay bây giờ xin mời cậu con trai gia đình số 2 và ba mình cùng trở lại sân khấu. Xin mời. Chúc cho em và ba sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, đặc biệt trong công việc và cả trong cuộc sống. Hơn hết là mau kiếm một nàng dâu tương lai về cho ba nha. Thưa quý vị, vẫn là không phù hợp mà thôi. Ngay bây giờ chúng ta cùng hai gia đình còn lại đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất để gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Như quý vị cũng thấy, các gia đình đã vào vị trí sẵn sàng cho phần trình báo vật rồi. Chúng ta cùng xem là từng món báo vật sẽ thú vị như thế nào. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với món báu vật của gia đình nhà trai số 1. Xin mời! Cho hỏi nhà gái, khi món báu vật này lướt ngang mình như một cơn gió, mình có tưởng tượng và đoán được đây là món gì không ạ? Em nghĩ là đây là nhà số 1 thì chắc hẳn là liên quan tới vàng quá. Liên quan tới vàng nha. Đúng, vàng. Rất có thể. Nào, Văn Thanh Nhàn. Em cũng nghĩ là như vậy đó. Mình cứ sờ thử đi. Em mô tả xem em sờ thấy gì để cho khán giả được biết. Bên ngoài nó là hình thù gì? Ở bên ngoài anh thấy nó là một cái hộp gì thì phải. Đúng rồi, nhưng mà cái suy đoán của nhà gái vừa rồi em nghĩ là chắc là đúng. Em thấy giống như là những cái phụ kiện nhỏ nhỏ ở bên trong. Cụ thể là hoa tai nè, cụ thể là nhẫn. Tại vì em làm bên ngành phụ kiện thời trang cho nên là khi mà em sờ vào thì em có cảm nhận. Dạ, là với lại mình là phụ nữ nữa đúng không? Mấy cái món đó nó quá là quen thuộc với mình rồi. Không biết là hội đồng thẩm định chúng ta có muốn sờ vàng không ạ? À, muốn à? Dạ rồi. Đúng không? Phải chưa? Phải không? Đó. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem hội đồng thẩm định đã khám phá được gì. Nào, bên đây đồng thanh nè. 1, 2, 3. Số lượng nhiều hay ít ạ? Nhiều cỡ bao nhiêu ạ? 4 món. Vậy thì mình chốt đó là gì ạ? Bộ trang sức. Hội đồng thẩm định lừng danh của chúng tôi đã chốt đơn bộ trang sức. Em cũng vậy chứ. Chúng ta cùng xem đó có phải là bộ trang sức. Đó là một cái kiềng cổ, một cái lắc tai, một sợi dây chuyền, thêm một cái lắc tai nữa. Tổng cộng là 4 món. Và gửi lại mẹ và em. Mời mẹ và em. Hôm nay cái báu vật này coi như là mình là đại diện bên đàn trai tặng cho bên nhà gái. Thứ nhất là mình thấy phụ nữ, con gái ai cũng thích đeo vàng trang sức. Thứ nhất là tỏ lên những cái nét đẹp của bé đã có sẵn. Và thứ hai nữa là mình kinh doanh cái này thì mình nghĩ là mình đã có những cái điều kiện chắc chắn là không bao giờ mà phải để cho bé phải về nhà mà cực khổ để mà đi kiếm tiền hay là lo gia đình. Mình sẵn sàng mình lo cho bé, coi bé như là con gái của mình vậy. Thưa quý vị, đó là món báu vật rất ý nghĩa, một cam kết cho định hướng tương lai thật là an ổn để hai trẻ yên tâm xây dựng gia đình hạnh phúc từ gia đình nhà trai số 1. Bây giờ cùng xem món báu vật gia đình nhà trai số 3 mang đến là gì. Xin mời! Mời nhà gái mạnh dạn đoán, đi lướt ngang thì bạn thấy đây là gì ạ? Thì theo như cứ nghĩ đó là sổ đỏ. Sổ đỏ. Dựa vào dữ liệu nào ạ? Hồi nãy thì cũng nghe bên đó nói là cháu đó là giám đốc kinh doanh bất động sản. Có thể một giám đốc kinh doanh bất động sản thì có thể em ấy sẽ có rất nhiều cuốn sổ đỏ chứ không chỉ là một cuốn. Mời em khám phá. Dày, mỏng? Cũng khá dày ạ. Khá dày. Hơi dày. Nhưng mà hồi nãy ánh đèn chiếu xuống thì em có lấp ló đâu đó em có thấy một cái... Màu gì? Hơi đỏ. Giống như là cái dấu ấn để mình ấn lên cái cuốn sổ gì đó ạ. Chứ em không khẳng định ở đây là có phải là sổ đỏ hay không nha. Nhưng mà nó có màu đỏ. Dạ có màu đỏ và hơi vàng. Dạ và nó dày. Nghĩa là đó nhiều cái tấm sổ đỏ. Dạ đúng rồi. Ở bên trong. Dạ cái đó chỉ là suy đoán thôi. Tại vì là bất động sản mà, thì không lẽ có một tấm thì kỳ. Dạ. Nên mà đây nhiều tấm mới sốc. Dạ. Mời hội đồng thẩm định. Dạ. Xin mời hội đồng thẩm định cánh phải chốt đó là gì? 1, 2, 3. Hơi trái quan điểm với em chút xíu. Dạ. Hội đồng thẩm định cánh trái. 2, 3. Nhật ký và album ảnh, bên cạnh đó là sổ đỏ. Để xem báu vật của nhà trai số 3 đó chính là... Không biết ghi cái gì trong này. Dạ. Nhưng mà nó cũng có in giống như hồi nãy em đoán đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Là lưu bút ngày xanh, nhật ký tình yêu hay là sao kê tài sản? Chúng ta cùng xem. Xin mời. Dạ thưa nhà gái, đây chỉ là một cuốn sổ rất là đơn giản. Ở bên trong không có gì cả, chỉ là một tờ giấy trắng. Những trang giấy trắng này sẽ ghi lại những cái gì mà con dâu sau này có thể là sẽ quên. Tại ngay từ đầu thì con dâu đã hay quên bố hay quên anh đấy ở siêu thị. Thì em nghĩ là con sẽ hay mau quên, nên sẽ cuốn sổ này sẽ giúp con sẽ ghi những cái gì mà dễ quên vào, và ghi những ngày kỷ niệm của gia đình. Đó là những cái mình mong muốn con mình sau này sẽ hạnh phúc và không bao giờ quên những người thân và những cái gì mà quan trọng nhất trong cuộc đời. Dạ. Thật là thú vị thưa quý vị. Một bên là tài sản để cam kết cho tương lai, một bên là một món quà về tinh thần để cam kết cho sự gắn bó. Bên cạnh đó là quan tâm, thấu hiểu, bổ sung những cái ưu khuyết cho nhau. Bây giờ là thời khắc căng thẳng nhất. Thời gian dành cho hai gia đình tham gia phần thông gia song đấu bắt đầu. Xin trình với gia đình nhà gái đó là bên nhà mình đã kinh doanh vàng thì đã có điều kiện kinh tế đã vững chắc rồi. Ngoài ra cũng có vài căn nhà cho thuê. Nhưng mà tôi thì không thích khoe khoang hay phô trương gì hết. Chỉ mong là hai đứa kết hợp với nhau là ăn ý. Và bên gia đình bên đây á, thì là giám đốc kinh doanh bất động sản. Nhưng mà mình thấy là có thể là tính cách của bạn này có thể là nắm quyền vợ. Bởi vì thường làm giám đốc á, thì người ta hay thích là chỉ dẫn nhân viên theo ý của mình. Thì mình có thể là vợ đó về sẽ bị áp lực. Với lại có thể là đi ra ngoài kinh doanh á, thì bỏ bê vợ ở nhà thì sẽ không tốt lắm cho cái tình cảm của vợ chồng. Và đối với mình thì con trai mình á, thì thứ nhất là tính tình thật thà. Và từ cái vất vả đi lên, đó là gia đình mình đã có điều kiện nhưng mà con lại không thích dựa dẫm vào cha mẹ, thì thích tự lập, thì cũng đi làm thêm những công việc kinh doanh ở ngoài. Thì mình nghĩ là cái người tự lập á, sẽ có ý chí và tốt để mà bảo vệ vợ sau này. Với lại cái tính thật thà thì sẽ không có lừa gạt vợ, thì vợ cũng sẽ cảm thấy là yên tâm để mà có một người chồng tốt như vậy. Cháu trai mình ở đây là đã tự lập từ nhỏ, và kinh doanh bất động sản thì cũng có giờ giấc, cũng có một cái sắp xếp thời gian giống như thứ Bảy, Chủ nhật. Cháu về nấu ăn và thư giãn nghe nhạc với lại gì. Cái đó là cái thông lệ thường thể của cháu và dì, thì không thể nào mà bỏ bê vợ con được. Cái đó là dù làm bất động sản hay dù làm gì cũng có một cái giờ giấc. Khi mà đã yêu thương nhau thì sẽ dành hết tất cả những gì cho gia đình. Và nói về cái cuốn sổ thì mình không thể nào phản bác cuốn sổ này. Cuốn sổ trắng thì không có cái gì cả. Cái đó là, cái này là món ăn tinh thần. Tinh thần quý hơn ngàn vàng vật chất. Về tính tình thì cháu trai mình có cái phong cách của một người đảng lãnh đạo. Tất cả các nhân viên đều phải thuyết phục, phải nghe và thấu hiểu và rất là hòa đồng thì mới làm lãnh đạo. Nhìn cháu trai bên đây thì không thể nào mà sánh được với lại cháu trai của mình. Hai người mà đi bên nhau thì không thể nào mà nói là không xứng được. Theo tôi thì con của tôi tính cách thật thà. Thì nói với cháu chị thì mình thấy nó rất là sành sỏi. Chưa chắc là những cái tính cách đó đã tốt. Cái này nếu mà sành sỏi là không phải. Nếu sành sỏi là ăn chơi là sành sỏi. Còn cái này là mình đi làm và đi công việc thì nó rất là chững chạc và dạn dĩ và tự tin. Chứ không phải là như là chị nói như vậy. Sành sỏi là không phải. Nhưng mà giám đốc bất động sản thì ngày nào cũng phải đi kích thích thôi. Cũng không có thời gian nhiều dành cho gia đình. Ngay từ đầu mình đã nói là lúc nào công việc nào cũng đều có giờ dứt. Và cháu thứ bảy chủ nhật dành cho gia đình. Vào buổi chiều tối là nấu ăn với gì và nghe nhạc. Vậy chứ nói chung là cháu chị như thế thì chỉ có cuối tuần mới dành cho gia đình được thôi. Còn con tôi thì ngày nào cũng dành gia đình, dành thời gian cho gia đình và bên vợ. Không phải, cái đó là mình nói về là cái công việc thì lúc nào cũng không có công việc. Nhưng mà cái đó là dành cho buổi tối trọn vẹn nhất thì là thứ bảy và chủ nhật. Là thường ấm áp cho bên gia đình thứ bảy chủ nhật thôi. Còn những cái ngày thường thì cháu vẫn về đúng giờ. Và sau giờ làm việc thì cháu có đối tác thì đi làm ăn chung. Còn không có thì cháu vẫn về và dành cho thời gian cho gia đình chứ. Còn tôi cảm nhận những người có tiền như cháu chị thì rất là gia trưởng. Có thể là ép buộc vợ làm theo ý này ý nọ thì rất là khó cho vợ. Không có, nếu mà chị nói như vậy không đúng. Thì nếu mà chị nói là có tiền, có danh vọng thì bên đây chị cũng là một kinh doanh vàng bạc thì cũng là có nền tảng rất nhiều. Còn con cháu ở đây không có gì, đi lên tự lập. Nhưng mà mình kinh doanh, nhưng mà con thì không có dựa dẫm vào mẹ. Con vẫn làm một công việc riêng nên nó có cái cơ sở vững chắc hơn. Thì nếu mà chị nói như vậy thì mình cũng nói là trước mắt mình thấy cái dáng dấp và dáng đứng của cháu thì hơi dựa dẫm vào chị đấy. Còn đây rất là chững chạc và tự tin. Chị không thể đánh giá được bên bề ngoài của con người. Tuy là nó nhỏ con như vậy nhưng mà nó có ý chí vững chắc hơn con chị. Không thể nào mình không đánh giá được. Cái đó là trước mắt mình và nhìn hiện hữu trước mắt mình thấy thì mình nói thôi. Theo mình thì mình thấy cháu như vậy cũng có thể đào hoa đấy. Có nhiều người thì sao? Đào hoa hay không đó là do khi mà về phù hợp với nhau, cuộc sống với nhau sẽ hòa quyện với nhau. Cái người đàn ông nào thì cũng có cái giấc đá máu đào hoa, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến gia đình thì sẽ hạnh phúc hơn. Và người vợ phải giữ cái tổ ấm đó. Mình lúc nào mình cũng tự tin như vậy. Cháu mình là số 1 thôi. Ngay bây giờ hai chàng trai chúng ta có điều gì để nói thêm với nhà gái, để thuyết phục nhà gái không? Hay là biện minh cho những gì mà mình được nghe từ phía gia đình đối phương? Xin mời. Dạ thưa bác, thưa gia đình nhà gái ạ. Dạ con thì đến với bạn ấy thì cũng vì cái tấm lòng chân tình, là như hồi nãy con đã trình bày là tính con là hiền và thật thà, là luôn lúc nào là cũng, mà bạn ấy là khi mà làm vợ của con là sẽ được không có phải là làm lụng vất vả gì hết, và con sẽ thương bạn đó bằng một tấm lòng rất là chân thành ạ. Dạ mong bác cái tác hợp cho tụi con. Bạn bên kia thì là cũng là giám đốc cái công ty bất động sản thì cũng có nhiều người khác giới quen á, thì mình nghĩ là sau cuộc nhậu hay sau thì sẽ có nhiều mối quan hệ, thì mình nghĩ là sẽ trăng hoa và sẽ không có tốt trong chuyện tình yêu và tình duyên á, nên mình nghĩ là thua mình về cái điểm đó. Dạ. Thưa gia đình của bác, thì đối với cháu thì tình cảm nó phải đến từ hai phía, và khi mà tình cảm nó được vun đắp từ chính tình yêu thì chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn thử thách của cuộc sống. Và bất kỳ một cái nghề nghiệp nào, bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì cho dù chúng ta nghĩ về nhau, nghĩ về những sự cố gắng và dành tình cảm cho nhau thì sẽ vượt qua được hết ạ. Không phải vì cái nghề nghiệp là phải đi làm về khuya hoặc là hay đi xã giao bên ngoài mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Và cái đó thì mình phải xem xét lại, bởi vì chỉ cần dành tình cảm cho nhau sẽ vượt qua tất cả. Xin cảm ơn và mong hai bác lựa chọn sáng suốt nhất ạ. Đối với con thì con thấy là chàng trai bên kia có vẻ không có được chín chắn, có vẻ hơi có gì nét gì đó hơi trẻ con, như vậy thì không có phù hợp với bạn lắm. Một màn tranh luận với đầy đủ những lý lẽ từ phía hai gia đình nhà trai để xem gia đình nhà gái sẽ cân nhắc như thế nào. Thời gian hội ý cuối cùng dành cho nhà gái bắt đầu. Hãy cho chương trình được biết đâu là chàng trai gia đình nhà gái mình chọn để cho phép kết đôi cùng với Văn Thanh Nhàn. Là chàng trai gia đình số 1 hay chàng trai gia đình số 3? Lựa chọn cuối cùng của bà là gì? Xin mời. Quyết định cuối cùng, tôi xin chọn gia đình số 3. Gia đình số 3 đồng nghĩa với việc không lựa chọn gia đình số 1. Hãy cho chúng tôi biết lý do vì sao chọn gia đình số 3, lý do vì sao không chọn gia đình số 1. Xin mời. Vì gia đình số 1 là gia đình kinh doanh vàng bạc. Mà nhìn con của gia đình số 1, nhìn nó yếu quá. Nó không có được khỏe. Cho nên nếu mình chọn nó về thì sợ sau này con mình nó buồn. Nó không vui thì gì anh này sẽ không bao giờ anh chăm sóc được vợ đâu. Đó là lựa chọn của nhà gái. Mẹ số 1 nghĩ sao về lựa chọn của nhà gái? Mình thì thấy cũng rất là đáng tiếc. Thứ nhất là mình thích bé, là thấy bé xinh xắn, rất là dễ thương, dễ mến. Mình cũng muốn bé làm dâu mình. Nhưng mà đối với tính cách á, thì mình cũng là người lớn, mình nhận xét. Đúng là con mình cái suy nghĩ á, nó hơi còn không có chín chắn bằng cô bé này. Thì mình nghĩ có thể đó cũng do là hai suy nghĩ chưa hòa hợp. Nhưng đối với mình thì mình vẫn xem bé như là người thân. Nếu mà về với gia đình của mình thì mình nghĩ cái gì cũng có duyên phận hết. Có thể là hai người cũng chưa có, gọi là có duyên nhưng mà chưa có nợ. Nên thôi mình cũng tôn trọng với ý kiến của bên gia đình nhà gái, là vẫn chấp nhận cái sự lựa chọn của bên gái. Tiếc quá phải không ạ? Thật tiếc. Bên trong mình nghe lý do rồi phải không? Em thì là sinh trong một gia đình mà có cái truyền thống mà kinh doanh từ nhỏ. Thật sự là em không có dựa dẫm vào mẹ em, mà em cũng đã nhỏ em có một cái vốn nhỏ để mà tự thân tự vận động lên, không phụ thuộc vào người lớn ai hết trơn á. Nên bên nhà gái nói là cũng có một phần nó không đúng anh. Thật sự là em cũng là đã cố gắng để mà gìn giữ hạnh phúc và mong muốn đến với chương trình tìm được một nửa của mình. Vậy thì chúc cho mẹ và em sẽ luôn có nhiều sức khỏe, sắp tới gặp nhiều may mắn, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn và sớm mang về cho mẹ một nàng dâu ưng ý. Và cái gì mà người ta nhìn nhận chưa đúng về mình cải thiện để mình khẳng định bản thân mình. Cưng nha. Dạ rồi. Thưa quý vị, thật tiếc cho gia đình số 1. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chúc mừng sự lựa chọn của nhà gái đã lựa chọn cậu con trai gia đình số 3. Mời bạn trở lại sân khấu. Đầu tiên là hạnh phúc của em. Em cảm thấy như thế nào khi nhà gái lựa chọn mình? Dạ em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc ấy. Dường như là con trai mà biết nấu ăn chiếm lợi thế quá nhờ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hơn hết là mình còn thích nghe nhạc Trịnh nữa. Dạ đúng rồi. Đâu đó người ta gọi là đồng âm. Chẳng những đồng điệu mà còn đồng âm nữa ha. Hy vọng là sẽ có một cái kết đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau tiếng đếm 1, 2, 3 của chương trình, nếu như Văn Thanh Nhàn là nữ chính ngày hôm nay cũng có những cảm xúc phát sinh với chàng trai này, thì bạn sẽ rời chiếc ghế đó, di chuyển lên đây, nắm tay chàng trai này. Còn nếu như Văn Thanh Nhàn bệnh cũ tái phát, đó chính là em quên mất nãy giờ ba mình lựa chọn như thế nào. Hiện tại là em đang quên cái bạn nam đứng ở trên đó tên là gì à? Em đang quên luôn đúng không? Văn Thanh Nhàn, Nguyễn Trung Thành, hai bạn có đồng ý gắn bó với nhau suốt đời hay không? Tất cả sẽ được giải quyết. Chúng ta cùng đến nha. 1, 2. Lý do em rời chiếc ghế đó là em cảm nhận được từ bạn này. Cho em xin phép em nhớ tên sau nha. Có gì mình ghi cái tên của mình vào cái cuốn sổ đó đó, tại em hay quên lắm. Em hỏi một điều nữa là lúc nãy là mình bảo là mình được bao nhiêu xuân xanh rồi ạ? Hiện tại thì anh được 27. 27 ạ? Đúng rồi, không có già lắm. Dạ cũng không già lắm. Thì em cảm nhận được ở cái bạn 27 tuổi này, bạn có một cái gì đó mà gọi là có sự điềm tĩnh của một người đàn ông. Tuy là cái mức độ tuổi của bạn là chưa quá 30, nhưng mà một cái sự dịu dàng, một cái gì đó để gọi là em cảm nhận được, chứ không phải là qua cái hình thức hoặc là qua cái vẻ bề ngoài của bạn, hoặc là qua những cái lời nói cử chỉ của bạn, thì em mới biết được rằng là đây là cái người mà mình cần để gọi là đắp vào cái chỗ mình đang thiếu. Anh hiểu cái cảm giác của em, đó chính là cảm giác tin tưởng, đúng không? Cảm giác tin tưởng chẳng những cả về công việc mà cả về những gì bạn này chia sẻ, cả về sở thích, cả về tính tình. Mình cảm thấy tin tưởng. Anh tin rằng là nếu xét về ngoại hình thì có lẽ em có thể dễ dàng bị ấn tượng với những chàng trai có ngoại hình tốt hơn. Nhưng mà để tìm một chàng trai để cho mình cảm giác tin tưởng á, thì thường những người mà quá đẹp trai mình không có tin tưởng được. Đồng ý với anh, hiểu không? Đồng ý không? Và thường thưa quý vị, ngộ lắm, con gái họ sẽ có thể quen những chàng đẹp trai ga lăng phong độ như thế nào đó, nhưng khi mà họ quyết định đi đến một tình yêu chân thành á, họ sẽ tìm những chàng trai cho mình cảm giác tin tưởng và an tâm, phải không? Dạ đúng, chính xác. Hy vọng rằng là hai em sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đây chỉ là một cây cầu mà chương trình mang đến để nối duyên cho hai bạn. Việc còn lại là do hai bạn hoàn toàn dựa vào duyên dày hay mỏng để có thể đi đến những điều tốt đẹp hơn. Mà tới tuổi này rồi anh nghĩ là cũng đám cưới được rồi. Cứ tìm hiểu cho kỹ nha. Có gì gửi tin vui về cho chương trình? Dạ, dạ, dì cảm thấy sao với lựa chọn của nhà gái ạ? Dì rất là vui mà rất là xúc động khi đã được nhà gái là con dâu chọn cháu mình. Mừng quá. Không biết nói gì hơn là cảm ơn con đã về với gia đình của dì, và chúc hai con tìm hiểu và sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Dạ, dì đừng lo, sau này cuối tuần không chỉ có một mình dì với cháu trai của dì ở nhà để mà cùng nấu ăn những món ăn ngon và cùng nghe nhạc Trịnh, mà còn có thêm một cô gái cũng thích nghe nhạc Trịnh đi về mình đàm đạo nữa, phải không ạ? Thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một buổi tối rất tuyệt vời khi thật may mắn chúng tôi đã xe duyên thành công cho một cặp đôi. Có thể sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau về lựa chọn của nhà gái, nhưng tôi tin rằng họ có lý do. Những cảm xúc thật dễ thương và đáng yêu của tình yêu đôi lứa như vậy, đặc biệt là sự có mặt của các bậc phụ huynh, sẽ đến với quý vị trong khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!